đâu nè, muốn cắt đứt đôi, cắt đứt luôn thì cắt ở dưới chỗ dao nè. Rồi. Còn muốn tuốt dây điện mà không không đứt cái ruột á, đưa đây. Đó nè, thấy không? Rồi nó thú giỏi giùm anh nè, đó thấy chưa? Rồi đặng anh nói nè, giữ còn nguyên, còn anh đưa kéo anh cắt là đứt cái ruột luôn. Nó còn công dụng gì nữa không? Công dụng hả? Còn nhiều lắm, để em coi lại mới được. Em chỉ trước mắt đây nè, tước dưới này nữa nè, đó. Như lớn như nhỏ nè, thấy không? Bơm đây nó đã bóp vô lôi ra. Còn nghe thí dụ như giờ nãy ra gì này đó, anh đưa vô đây lôi ngang ngang cái nữa. Cái này là của cái hãng nào, mình mua bao nhiêu tiền? Nhật. Kabushi. Kabushi Nhật. Ừ. 250.000. Mua một lần và xài cả đời phải không chú? Đúng rồi, cả đời. Hay cái là nó tuốt dây điện á, là nó không có bị đứt ruột nè, thấy không? Cứ muốn tuốt là đưa vô đây tuốt. Cứ ra siêu thị hay là ra chỗ chợ An Lạc Cần Thơ. Ra chỗ An Lạc Thơ là có liền. Mình gọi là mua cái kèm mà trước cái điện đó, chụp hình này nè, đưa nó. Rồi. Đi xuống. Đây một chàng trai đa năng. Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nếu giờ anh muốn tước cái hai cộng dây điện này lượt bằng kéo là anh không giờ tước được nè, anh tước thử giống như này coi, làm sao anh tước được giống nó nè. Đúng rồi. Anh cắt cái là lơ mơ đứt luôn, thấy không? Cắt. Hôm qua là xém bị người ta. Cắt cái là đứt rồi, thấy không? Còn này người ta đưa vô là ta tước cái vỏ này đó, thấy không? Tước cái vỏ, thấy không? Quất cái nữa ra cái vỏ đó, thấy không? Rất là tiện lợi. Phải biết để mà làm những cái công việc đơn giản. Trời ơi, em biết bao nhiêu thứ về mà em còn thua vợ em nữa. Trời ơi, đi bây giờ nè, vợ ngồi nè, trời ơi. Kim đang cái ai với kia làm điện đang nè.